Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những Miền Linh Dị, Nhật Bản của tác giả Dương Hành Triệt do Thúy Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 10 1. Khi tôi xách túi cây FC về bệnh viện, đã hơn 5 giờ chiều. Đi vào phòng bệnh, thấy Nguyệt Bính đang gối đầu lên cánh tay nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Kuroba băng bó khắp người nằm im lìm như xác ướp vừa thấy tôi nguyệt bính nhăn nhó gào lên mày đi khách sạn với gái đấy à đi mua cơm trưa mà tới tối mới mò về lại thay quần áo tinh tươm thế kia thằng chó mày vừa đến đất nước tư bản đã học theo cái lối chơi bời của chủ nghĩa tư bản rồi đấy hả à? tôi ném cái túi vào người nguyệt bính sao mày biết ba vòng cực chuẩn mà có ba ngàn yên tội gì mức giá rẻ nhất nhật bản cũng phải năm nghìn yên một tiếng anh bí vui vẻ cả buổi chiều mà tốn có 3.000 yên, không biết là hàng ở đâu mà rẻ thế. Kuroba từng từng buông ra một câu, mấy hôm nay Kuroba có vẻ đã nhiều lời hơn, không còn lạnh như tiền nữa, thi thoảng còn ném ra mấy câu đùa nhạt nhẽo không thể tả, nhưng cũng khiến bầu không khí thân mật hơn nhiều. Nếu không phải vẫn nơm nớp với rách, thì đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi sau khi tới Nhật Bản. Thế mày đi đâu suốt cả chiều thế? Nguyệt Bính nhìn tôi ngờ vực. Tôi không biết nói sao, tìm đại một cái cớ lấp liếm cho qua rồi chuồn. Nguyệt Bính gọi toáng lên, "Bí Ngô, quay lại đây tao bảo." Nhưng tôi không nghe, cứ chạy thẳng sang phòng Sukino. Sukino bị thương nhẹ hơn cả, chỉ mấy vết thương ngoài da không đáng là bao, nhưng nguyên khí tổn hao trầm trọng, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Đẩy cửa phòng bệnh, thấy trên kệ đầu giường cắm bó hoa hồng đỏ tăng thêm không ít sinh khí cho phòng bệnh trắng toát. Sukino nằm nghiêng trên giường, quay ra cửa sổ, chắc là đang ngủ. Tôi đang định khép cửa lại, bỗng nghe thấy cô lên tiếng: "Anh về rồi đấy à?" Tôi chưa bao giờ nghe thấy Sukino nói năng dịu dàng đến vậy. Tìm tôi đập lên thình thịch, cả người lâm lâm vì hạnh phúc nghẹn ngào, mặt đỏ lên đến tận tai. Nhưng ngay sau cơn choáng váng, khi ánh mắt một lần nữa dừng trên bó hoa hồng tôi đột nhiên phát giác ra câu nói của Sukino và sự dịu dàng của nàng không phải là dành cho tôi trên kệ đầu giường còn có một hộp thức ăn đã hết Sukino chống tay xoay nghiêng người lại mái tóc dài đổ xuống như thác bóng lên nhấp nhánh cả mái tóc và tư thế đều tuyệt mỹ biết bao nhiêu tôi chua xót đúng ngày ở cửa nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô cô quay mặt lại và một nhát bố tạ dáng xuống lồng ngực tôi khuôn mặt ấy không phải là Sukino Kiyo. Hai, anh bí, sao lại là anh? Rõ ràng là giọng nói của Sukino, nhưng khuôn mặt cô ấy sao ghê sợ quá. Ngoài đôi môi hồng tươi, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cặp chân mày nhợt nhạt như không phải mọc ra từ da người, đường nét mắt mũi phẳng lì mờ nhạt. Thấy bộ dạng kinh hãi của tôi, Sukino bật cười, đưa tay lên bóc xuống một lớp da mỏng dính. Tôi đang đắp mặt nạ mà quên đi mất. Xin lỗi đã làm anh sợ. Tôi cũng phải phá lên cười, gần đây thần kinh căng thẳng quá, cứ thần hồn nát thần tính như vậy đấy. Anh Bí, anh có mua giúp tôi không? Sao muộn thế này anh mới về? Có chuyện gì không? Sukino rút khăn ướt lau mặt, hỏi liền mấy câu. Tôi ngây ra một chốc mới sực nhớ ra cô ấy nhờ tôi mua băng vệ sinh, tôi để quên ở trong xe thì vội vàng chạy đi lấy vừa chạy vừa rùa mình vô dụng xách cả túi tướng băng vệ sinh chạy trở lại bệnh viện tôi leo thẳng một mạch đến trước của phòng bệnh của Sukino đúng lúc đang định đẩy cửa cách qua khung kính tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước giường bệnh Sukino mỉm cười dịu dàng tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang chăm chú bấm xem người đàn ông khe khẽ nắm lấy bàn tay Sukino ghé sát tại cô thì thầm gì đó hai má Sukino bỗng đỏ ửng cô buông máy ảnh xuống, che miệng cười. Gã kia lại thì thầm thêm vài câu, Sukino đôi mắt long lanh, người khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi môi hé mở. Gã đàn ông đưa tay nâng cầm Sukino lên, cúi xuống hôn lên môi cô. Thấy cảnh đó, tôi tưởng mình chết vì uất nghẹn đến nơi. Nhưng đâu chỉ có thế, gã còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, lùa tay vào mái tóc dài đen mướt, nhích về phía bộ ngực căng đầy hắn nửa như cố ý nửa như vô tình quay mặt liếc sang phía tôi. Tay tôi buông thõng, băng vệ sinh, cây FC rơi văng vãi đầy đất. Trong tim tôi, hình như có một thứ gì dạn vỡ. Bóng của quỷ súc, Sajima Kazushi. Sukino nép mình vào lòng hắn, hai mắt khép hờ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc. Sajima Kazushi nháy mắt với tôi, dựng món tay trỏ lên trước miệng. Trên kệ đầu giường là một bó hoa hồng xanh magic lộng lẫy và một hộp sushi cầu kỳ. Không biết tôi đã quay trở về phòng bệnh của Nguyệt Bính và Kuroba bằng cách nào. Trái tim trống rỗng, ý thức đã hoàn toàn ngừng vận động, mắt rõ ràng vẫn nhìn, nhưng lại như chẳng thấy bất cứ thứ gì. Hoa hồng và băng vệ sinh, sushi và cây FC, hy vinh và thực chất, tôi đã thua rồi sao? Tôi giống như một người đang chết cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi linh hồn từ từ rời khỏi thân thể. Bảo mày đừng có sang đó mà mày không nghe. Nguyệt Bính tập tĩnh bước xuống giường bệnh, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai an ủi. Anh Bí, thực tế một tí đi, dù không có ông Sajima Kazoshi thì Sukino cũng không để mắt tới anh đâu. Kuroba khó nhọc, chống tay ngồi dậy. Sukiyo là cô nhi, có lẽ vì thiếu sự quan tâm yêu thương của cha mẹ nên cô ấy chỉ thích đàn ông trung niên chín chắn từng trải, mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Hơn nữa, cô ấy ngưỡng mộ ông Sajima Kazushi đã lâu rồi. Anh thậm chí không lọt được vào vòng đề cử đâu. Hai người biết khi nào vậy, giọng tôi gần như khản đặc vì chua sót. Trưa nay Sajima Kazushi tới thăm Sukino, Nguyệt Bính gãi mũi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Sukino đã vịn tay ông ta sang đây thăm bọn tao, gọi điện cho mày mới phát hiện ra mày quên điện thoại trong phòng. Cổ họng tôi khô khốc, trái tim đau buốt. Thôi, tao thấy mày không có duyên với con gái Nhật Bản đâu, bỏ đi. Mày biến đi, tôi đứng bật dậy, hầm hầm đi thẳng ra ngoài. Mày đi đâu đấy? Nguyệt Bính định kéo tôi lại mà không kịp. Đi làm việc cần làm, tôi vuốt mặt cố nặn ra vẻ tươi tỉnh, tôi đã nghĩ ra Sukino nhờ tôi mua băng vệ sinh, tức là cô ấy đang trong kỳ đèn đỏ. Nhân lúc gạo vẫn chưa nấu thành cơm, tôi quyết không bỏ qua cơ hội. Vừa kéo mở cửa, Sajima Kazushi và Sukino đã tay trong tay đi tới. Ông Sajima mời tôi đi xem kịch Kabuki. Sukino mỉm cười nói, các anh tự chăm sóc cho mình nhé. Tại tôi lùng bùng như sấm nổ bên tai, đi xem kịch, xong rồi còn làm gì nữa. Sukino, Tôi không đồng ý, lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao? Nên nhớ rách vẫn đang ẩn trong bóng tối đấy. Không biết là Kuroba muốn giúp tôi hay là nghĩ như vậy thật. Lập tức kiên quyết phản đối. Nhưng, Sukino do dự. Tiết mục biểu diễn tối nay là điệu muốn niệm Phật do Izumo no Okuni thời Edo sáng tác đấy. Là vở kịch Kabuki hàng đầu Nhật Bản, không dễ xem được đâu. Hơn nữa để mời được cô Kiyo, tôi đã bao phòng riêng rồi, không đi thì hơi đáng tiếc. Sajima Kasushi mỉm cười điềm tĩnh. Phải không, cô Kiyo? Sukino khẽ gật đầu, ánh mắt càng long lanh. Tôi chỉ hận không thể táng ngay một đấm vào cái bản mặt nhơn nhơn ấy, nhồi sống mũi hắn vào tận trong họng, xem hắn còn cười nổi nữa không. Kuroba, anh đã đỡ nhiều chưa? Nguyệt Bính nhún nhảy mấy bước. Tôi thì gần như ổn rồi đấy, giờ mới nghĩ ra, tới Nhật Bản mà không xem kịch Kabuki kể cũng hơi đáng tiếc. Kuroba lập tức tháo bằng nhoay nhoáy, chỉ vài con cáo nhép, gì đến nỗi phải nằm lì lâu thế. Tôi khỏe như vậm rồi đây. Nhìn hai người họ mồ hôi đầy đầu, tôi vô cùng ái ngại. Họ chính là bạn tôi. Ba, năm người chen lên một chiếc Toyota, ngượng nghịu đi tới nhà hát. Tôi chả có tâm trí nào mà quan tâm đến kịch Kabuki. Ánh mắt Sukino không rời khỏi Sajima Kazushi lấy một chốc. Lòng tôi vò xé bởi ghen tuông. Kuroba giới thiệu qua về nguồn gốc của kịch Kabuki. Hình thức biểu diễn này bắt nguồn từ thời Edo, do một cô gái trẻ tên là Okuni sáng lập. Okuni là một miko, tức cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn chuyên phục dịch trong đền thờ Shinto ở Izumo, huyện Shimane. Okuni đã biểu diễn kịch Kabuki khắp nơi để quyên tiền xây đền. Loại hình kịch này rất thông tục hài hước nên nhanh chóng nổi tiếng và thịnh hành khắp Nhật Bản. Giới thiệu xong, Kuroba bóp cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn, thời Okuni, kịch Kabuki đều do phụ nữ biểu diễn, nhưng về sau lại đều do đàn ông đóng cả, lạ thật đấy. Có gì lạ đâu, kinh kịch của chúng tôi cũng không cho phép phụ nữ lên sân khấu, đều do đàn ông biểu diễn cả. Nguyệt Bính bóp cằm, hay Okuni là đàn ông cải trang nhỉ? Sukino phá lên cười anh Nguyệt chỉ tài tưởng tượng, rồi cô truyền đề tài, ngoài kịch Kabuki, sushi, mì ăn liền, ninja, kiếm katana, còn có một thứ nữa có nguồn gốc từ Nhật Bản hiện được phụ nữ khắp thế giới sử dụng, các anh đoán thử xem là gì. Mặt nạ dưỡng da, tôi thuận miệng đáp bừa. Ồ, không ngờ anh Bí cũng am hiểu về Nhật Bản thật đấy. Sukino ngạc nhiên kêu lên, nhưng rồi chắc đoán ra nguyên nhân nên lại cười ngượng nghịu nguồn gốc của mặt nạ dưỡng da gắn liền với một câu chuyện kỳ quái. Sokino khẽ chớp mắt, Sajima Kazushi đang lái xe, bàn tay bỗng nảy lên một cái khiến chiếc xe suýt chút nữa quệt phải giải phân cách. Ông Sajima, sắc mặt ông hình như không ổn lắm thì phải. Nguyệt Bính nheo mắt hỏi, mà con gái ông đâu rồi? Con bé nhỏ thế mà bỏ ở nhà một mình, ông yên tâm được à? Làm bố hẳn không nên đối xử với con mình như vậy chứ. Sajima Kazushi trao mày, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các đốt món tay trắng bệch Yukiko phải đi học. Nghề nghiệp và thân phận của tôi tất nhiên không thể cho con bé một cuộc sống ổn định, nên tôi đã gửi nó cho cô tôi chăm sóc. Việc gì thì cũng không quan trọng bằng ở bên con cái. Nguyệt Bính tưng tửng. Anh Nguyệt, ông Sajima có trọng trách tìm kiếm quỷ súc là đôi mắt của các thầy âm dương phải tiêu diệt hết toàn bộ quỷ súc thì con người mới có thể sống yên ổn. Hy sinh cuộc sống riêng tư vì sự nghiệp cao cả, đây là một hành động cao thượng, người bình thường không làm được đâu. Sukino vuốt tóc che giấu vẻ thẹn thùng, cũng chính vì vậy mà tôi rất khâm phục ông Sajima. Kuroba hùm một tiếng, khinh miệt ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo, Sukino chuyển chủ đề. Còn một lúc nữa mới tới nơi, Tôi kể tiếp truyền thuyết về kịch Kabuki nhé. 4. Vào thời Edo, người ta rất sùng tín thần linh và ma quý. Hễ gặp chuyện gì hệ trọng, họ sẽ thành kính tới đền thờ Shinto cầu khấn, hy vọng nhận được sự phù trợ của thần linh. Trong rất nhiều đền thờ thần trong cả nước, đền lớn nhất chính là đền Izumotaisa thuộc huyện Shimane. Tương truyền chỉ cần tới đây thành tâm khấn vái, sẽ được thần linh ban cho phúc lành. Trụ trì Yasushi Nigai của đền Izumo là vị tăng lữ rōmon đầu tiên của Nhật Bản hoàn thành 100 ngày tu khổ hạnh, thành tựu phi phàm, khí chất thông tuệ, tâm Phật thành kính, được vô số tiểu thư nhà giàu có đem lòng ái mộ. Người ta truyền tụng rằng gả cho Yasushi Nigai khác nào gả cho thần linh. Thế nhưng Yasushi Nigai một lòng hướng Phật, không hề dao động, sống cuộc đời thanh bần kham khổ, tương phản hoàn toàn với phong khí xa hoa của tầng lớp quý tộc. Tăng Lữ đương thời. Cứ thế 7 năm trôi qua, một ngày nọ, mọi người nghe thấy có tiếng trẻ con khóc trong đền Izumo. Đây đương nhiên là chuyện chấn động một thời, nên biết tuy Nhật Bản không cấm tăng lữ kết hôn, nhưng lại nghiêm cấm quan hệ vụng trộm với phụ nữ. Yasushi Higai không kết hôn, mà trong đền lại xuất hiện trẻ sơ sinh, đủ khiến cho danh tiếng của đền Izumo tan thành mây khói. Các nữ tín đồ ngưỡng mộ Yasushi Nigei biết được tin này đều vô cùng đau khổ, không còn tới đền thờ khấn vái nữa. Cứ thế một năm qua đi, đền Izumo hương hỏa cực thịnh một thời giờ điều hưu vắng vẻ, hương khách thưa thớt, đền miếu hoang tàn, quả kêu sao xác không chút sinh khí. Chúng đệ tử không chịu nổi bần hàn, lũ lượt bỏ đi, đền Izumo xa chỉ còn lại Yasushi Nigei và đứa bé sơ sinh vừa tròn một tuổi. Yasushi gây vẫn bình thản như không, hàng ngày mang theo đứa trẻ tới các xóm làng khất thực sống qua ngày. Dân làng ai cũng khinh bỉ ông, những tăng lữ trước kia ghen tị với ông đã thừa cơ báo thù, vào một đêm đông giá lạnh, một mồi lửa thiêu rụi đền Izumo. Yasu gây dựng một túp lều có ở bên cạnh đền thờ, tiếp tục nuôi nấng đứa bé. Năm đó, đứa bé đã 5 tuổi, trở thành một bé gái bụ bẫm xinh xắn. Tuy thường bị trẻ con trong làng chửi bới, ném đá, nhưng cô bé vẫn sống vui vẻ, đặc biệt là rất giỏi hát múa. Năm, thời gian thấm thoát trôi đi, khi lớp vỏ cây hòe già dạn nứt chằng chịt, con quả trên cây đã biến thành một nắm đất vàng. Yasushi Nigai cũng từ một nhà sư anh Tuấn biến thành ông lão phơ phơ đầu bạc. Chỉ có cô bé là đã khôn lớn thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp tuyệt trần, có cái tên rất lạ lùng, Okuni tiếng hát và điệu múa của cô khiến cho tất cả vũ công giỏi nhất Kyoto phải hổ thẹn. Thời gian là phương thuốc tốt nhất để xóa mờ ký ức. Dân làng cũng dần quên đi chuyện Yasushi Nigei có con hoang. Mỗi khi có việc hiếu hỉ, cúng tế, đều sẽ mời Okuni tới mua hát. Thời gian lâu dần, danh tiếng của Okuni ngày càng vang xa. Trong lòng Okuni có một nguyện vọng ngày càng mãnh liệt. Xây dựng lại đền thờ Izumo. Thế nhưng cô có một mối bận lòng. Vào một đêm hè yên tĩnh, ngọn đèn dầu trong lều tranh thắp sáng cả đêm. Mấy chàng trai trẻ ngưỡng mộ Okuni chui vào bụi cỏ ngoài lều nhìn trộm, và họ đã nghe thấy những âm thanh quái lạ. Hơi thở nặng nề của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn hưng phấn của đàn bà, kéo dài suốt cả đêm. Đến khi trời lờ mờ sáng, Okuni mệt mỏi bước ra khỏi lều, cúi dạp người một cái thật sâu rồi đeo hành lý lên, bắt đầu hành trình phiêu bạt biểu diễn kịch kabuki. Nhưng thật khó hiểu là từ đó trở đi, lúc nào Okuni cũng dùng vải sa che mặt. Những khi biểu diễn, cô còn đắp một lớp bột gạo nếp rất dày lên mặt, che đi dung mạo xinh đẹp, mỗi tô son đỏ chót, hai chân mày dùng cho đen vẽ hai chấm tròn xoe, trông như mặt quỷ. Có người nói, Okuni lo sợ bị quan lại quý tộc nảy sinh ý dâm tà với mình nên cố tình bôi vẽ cho mặt xấu đi. Cũng có người nói, Okuni diễn kịch cũng là để kén chồng. Nếu gặp được người đàn ông khiến cô rung động, cô mới chịu chốt bỏ lớp hóa trang, chứ không muốn dùng nhan sắc trời cho để chinh phục người đàn ông đó. Còn cái đêm trước khi ra đi, cô và Yasushi Nigei đã làm gì trong liều cỏ, người ta chỉ có thể đoán già đoán non. 6. Tài mua hát và những vở kịch đặc sắc khiến danh tiếng của Okuni nha chóng lừng lẫy khắp Nhật Bản việc che giấu diện mạo càng khiến cô trở nên thần bí vào nghề mới hai năm rưỡi okuni đã trở thành nghệ nhân nổi tiếng nhất nhật bản những nhân vật danh tiếng tướng quân võ sĩ khắp nơi đều tranh nhau mời okuni đến biểu diễn trong đó có một lãnh chúa nổi tiếng nhất kyoto tên gọi yano shigezo nói ra cũng nực cười yano shigezo mời okuni đến biểu diễn lại là vì vợ mình momoko vợ ông ta vốn là ca kỹ nổi tiếng nhất nhật bản xuất thân bần tiện nhưng nhờ vào nhan sắc mà lấy được chồng giàu sang khi nghe nói danh tiếng của okuni đã vượt xa mình mười mấy năm trước lòng đố kỵ xen lẫn tò mò nổi lên bà ta mới khẩn cầu yano shigezo mời okuni tới nhà biểu diễn okuni nhận lời mời của yano shigezo khắp kyoto đều chấn động sân khấu dựng trong hoa viên nhà yano shigezo biểu diễn kéo dài suốt ba ngày những màn ca múa tuyệt vời của Okuni không những nức tiếng khắp Kyoto, mà còn khiến Hoàng cung dậy sóng. Thiên Hoàng hạ chiếu, tuyên bố nửa tháng sau sẽ tới phủ Nano Shigezo xem kịch Kabuki của Okuni, nhưng kèm theo một yêu cầu khắc nghiệt, tất cả những tiết mục Kabuki đã từng biểu diễn đều không được phép xuất hiện bằng không chính là bất kính với Thiên Hoàng. Nếu màn kịch Kabuki mới không được Thiên Hoàng yêu thích, Okuni và toàn bộ gia tộc Yano Shigezo sẽ bị xử tử nhận được chiếu chi, Yanosigezo chết sưỡng, vốn chỉ vì muốn chiều lòng vợ và phô trương sự giàu có xa hoa, kết quả là cả nhà phải đối mặt với nguy cơ vong mạng. Rõ ràng là thiên hoàng kiếm cớ gây khó dễ muốn tịch biên gia sản của ông. Chỉ vẻn vẹn nửa tháng, tập luyện một màn kịch kabuki hoàn toàn mới và phải hay là chuyện quá ư hoang đường. Nhưng sau khi biết tin, Okuni lại điềm tĩnh nói rằng vừa hay mình đã giàn dựng xong một màn kabuki mới nhưng cần có một người tinh thông ca vũ nữa trợ giúp, và ra điều kiện nếu lần này may mắn thoát nạn, Yano phải giúp cô xây lại đền thờ Izumo Taisa. Xây đền, với Yano chỉ là chuyện vặt, nhưng tìm đâu ra một người tinh thông ca vũ ngang tài ngang sức với Okuni đây? Khi ông than ngắn thở dài về tới nhà, Momoko hỏi rõ đầu đuôi, rồi cười nói, người tinh thông ca vũ ở ngay trước mắt, hà tất phải tìm kiếm xa xôi. 7. Nửa tháng sau, thiên hoàng giá lâm xem kịch, nhưng ông ta chẳng hề hứng thú với màn kịch Kabuki sắp mờ màn, mà thứ thực sự khiến ông ta thèm thuồng chính là gia sản cách xù của Yano Shigezo. Tiếng nhạc đã vang lên, Okuni và Momoko vẫn chẳng thấy hiện diện trên sân khấu. Vì giữ bí mật đến thời khắc cuối cùng, Momoko lâu nay đến ở hẳn chỗ Okuni. hai người họ tập luyện rất kín đáo, Yano hoàn toàn không biết nội dung vừa kịch ra sao nên cứ nhấp nhổm không yên. Các nhạc sự vừa tấu nhạc vừa toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hay Okuni âm thầm bỏ trốn mất rồi. Nhìn thiên hoàng mặt sắt lại, Yano dụng rời tay chân, biết mình sắp chết đến nơi. Đúng vào lúc này, từ hai bên sân khấu, Okuni và Momoko lần lượt xuất hiện, màn Kabuki đặc sắc điệu múa niệm Phật bắt đầu. Hơn một canh giờ, tất cả mọi người có mặt đều bị hút hồn vào màn biểu diễn không tiền khoáng hậu cho tới tận khi hai người cúi chào kết thúc, người xem vẫn im phăng phắc. Sau khi định thần, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Tới cả thiên hoàng đầy toan tính cũng phải vỗ tay khen hay không ngớt. Momogo và Okuni mỉm cười, quỳ xuống cao giọng hổ, đội ơn thiên hoàng khen ngơi. Thiên hoàng biết âm mưu của mình không thể thực hiện, đành phải thuận nước đầy thuyền, để hai chữ vô xong rồi hồi cung. Giữ được tính mạng và tài sản, vợ lại được thiên hoàng khen tặng. Yano đương nhiên vui sướng phát cuồng, tối hôm đó mở tiệc lớn khoản đãi khách khứa bằng hữu Trong tiệc, Okuni vẫn che kín mặt, không đụng đến một giọt rượu. Giờ được thiên hoàng ngự bút khen thường, Okuni đã không còn là cô gái phong trần tầm thường, nên cũng không ai dám ép cô. Còn Momoko uống đến say khướt, Okuni phải dìu về nơi tập luyện ở hậu hoa viên, đợi hôm sau tỉnh rượu tiếp tục cải biến điệu múa khách khứa trong tiệc vẫn say sưa chúc tụng. Đúng lúc mọi người đều đã túy lúy, bỗng nghe thấy một tiếng du hãi hùng vọng lại từ hậu viện. 8. Các anh đoán xem, đã xảy ra chuyện gì? Sukino dừng lại nửa chừng hỏi chúng tôi. Nhìn vào thái độ của Kuroba và Sajima Kazushi, chắc chắn họ đều đã biết cả. Tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, chẳng ai đoán ra. Có người trà trộn vào hậu viện trong ghẹo hai người họ. Tôi đoán mò tôi vẫn cứ cảm thấy Okuni là đàn ông, Nguyệt Bính gãi mũi, cho nên. Tôi thật không chịu nổi cái logic quái thai của Nguyệt Bính, này, đầu óc mày ngày càng bệnh hoạn đấy, làm sao có thể như thế được. Xem xong buổi biểu diễn tối nay, các anh sẽ có đáp án ngay thôi. Sukino chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính cách đó không xa. Tới nơi rồi. Sukino, tôi bất mãn, sao cô lại có cái kiểu kể chuyện lấp lửng thế nhỉ? đỉnh chiều ngươi chúng tôi chắc. Vì buổi diễn sắp bắt đầu rồi, Sajima Kasushi dùng xe, chỉ có khán giả chờ diễn viên kịch Kabuki, chứ tuyệt đối không có diễn viên kịch Kabuki đợi khán giả. Và dù không có một khán giả nào, buổi biểu diễn vẫn sẽ bắt đầu đúng giờ, đây là nguyên tắc của diễn viên kịch Kabuki Nhật Bản. Tôi vốn là kẻ tò mò đại hạng, câu chuyện dở dang may đoạn gay cấn nhất khiến tôi bứt rứt không yên. Tôi quay sang Kuroba cười cầu hòa, nhưng anh ta cũng xuống xe theo Sajima Kazushi và Sukino đi thẳng vào nhà hát. Tôi và Nguyệt Bính đành phải đi theo, Nguyệt Bính chợt thì thào với tôi, "Tao cứ cảm thấy Sajima Kazushi không bình thường, tình cảm của hắn với Sukino phát triển quá nhanh." Tôi khựng lại, cho tới khi Nguyệt Bính khuất sau cánh cổng đen xì, tôi vẫn đứng ngay tại chỗ. Từ trong cửa, một tấm thảm trải sàn đỏ rực rộng nửa mét chạy thẳng ra ngoài giống như cây lưỡi thỏ ra từ miệng quái vật, đang chờ tôi chui vào họng nó. Nhà hát rộng thanh thang đã được bao tròn, trống trải đến mức có phần âm u, mỗi một bước chân lại nghe thấy tiếng gót giày cọ vào thảm trải san sốt soạt. Đèn trần đã tắt hết toàn bộ khiến ánh sáng trên sân khấu trở nên trói trang, hắt xuống từng dãy ghế chìm trong bóng tối, khiến tôi có cảm giác đó là những dãy bia mộ im lìm. Mấy người kia đã ngồi vào vị trí chính giữa, Ánh sáng nhuộm lên trên đầu họ một đường viền trắng lóa, nhìn từ xa trông như bức chân dung khảm trên bia mù. Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Bính, không thấy Sajima Kazushi đống. Tôi đang định hỏi, tiếng nhạc đã chậm rãi vang lên. Rất khó hình dung cái cảm giác mà thú âm nhạc này mang lại cho tôi, chỉ biết nó toát lên một vẻ âm u không thể mô tả bằng lời. Đột nhiên, tiếng nhạc trở nên gấp gác. Hai diễn viên phục sức lộng lẫy chậm rãi tiến ra từ hai bên cánh gà, trên mặt chắt một lớp phấn dày cổm, trắng toát, đứng đối diện nhau, kéo dài giọng hát một khúc nỉ non mà tôi không tài nào hiểu được. Hồi còn ở nhà, mỗi khi tivi diễn tuồng cổ, vừa nhìn thấy bộ mặt phấn vẽ vời và tiếng hát y éo, tôi đều vội vã chuyển kênh. Nếu không phải vì Sokino, đánh chết tôi cũng không bao giờ xem cái thứ kịch phát gớm này. Nhưng đầu nhìn sang, Thấy Sukino và Kuroba xem rất say sưa, còn gõ nhịp theo điệu hát. Nhìn sang Nguyệt Bính thấy nó cũng đang rất chăm chú thưởng thức. Thằng này tới kinh kịch còn chả bao giờ liếc mắt, giờ lại ngồi yên xem kịch Kabuki, thật không thể hiểu nổi. Cô gái trên sân khấu là Sajima Kazushi đấy. Nguyệt Bính thì thảo với tôi, hắn nói sẽ tặng cho Sukino một niềm vui bất ngờ. Giờ tôi mới ngã ngừa. Té ra Sajima Kazushi không những giỏi chụp ảnh mà còn hát hay múa giỏi nữa. Đến tôi cũng phải kinh ngạc. Lũ làm nghệ thuật chẳng ai tử tế cả. Tôi lầm bầm. Lúc mày chưa vào, Sukino nói với tao. Vừa này kết thúc hơi thê thảm. Còn liên quan tới câu chuyện của Okuni. Xem cho kỹ nhé. Nguyệt bính nheo mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Tao thấy diễn viên còn lại trông rất quên. Tao ngờ là... Chưa dứt lời, điệu hát của hai diễn viên bỗng nhiên cao vút, giống như đang tranh cãi. Sajima Kazushi trong vai cô gái hất tay áo, quay ra phía khán đài. Diễn viên đóng vai nam rút từ thắt lưng ra một cây kéo, vung tay bổ thẳng xuống, rạch trên khuôn mặt trắng bệch của Sajima Kazushi một vệt đỏ bầm, máu tươi phun ra, trộn lẫn với lớp phấn trắng dày cộp thành một đống hỗn độn trông rất ghê rợn. Nguyệt Bính đứng bật dậy, nhưng Sukino và Kuroba vẫn ngồi nguyên tại chỗ chăm chú xem. Diễn chân thực thật đấy, Sukino thì thào với Kuroba. Anh Nguyệt, anh Bí, đừng sợ, đây chỉ là kỹ xảo đặc biệt của kịch Kabuki thôi. Ai xem kịch Kabuki lần đầu cũng có phản ứng thế này cả. Nguyệt Bính bán tín bán nghi ngồi xuống, nhưng tôi đã loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, thật không thể tin được đây chỉ là kỹ xảo. Ngay sau đó, một cảnh tượng ghê rợn hơn nữa đã xảy ra. Nam diễn viên tiếp tục vung cây kéo, rạch một đường men theo khuôn mặt của Sajima Kazushi. Hai tay giật mạnh, nguyên một tấm da mặt bị lột phăng khỏi khuôn mặt đẫm máu. Anh ta mua cổ phá lên cười sằng sặc, rồi dơ kéo lên, đâm thẳng vào cổ họng. Cứ như không biết đau đớn, anh ta một tay túm tóc, một tay siết mạnh lưỡi kéo, cắt phăng cái đầu khỏi cổ. Rồi anh ta tay sách cái đầu của chính mình, đứng sừng sững trên sân khấu, mặc cho máu tươi từ cổ trào ra đầm đìa, chốc sau mới đổ dầm xuống đất. Ôi trời, cái xảo gì mà lại ghê gớm thế này? Sukino và Kuroa phấn khởi đứng bật dậy, vỗ tay lầm ý. Không ngờ ông Sajima Kazushi diễn kịch Kabuki giói thế. Sukino hào hứng reo lên. Anh Nguyệt, anh Bí, đây chính là đoạn kết của câu chuyện mà tôi đang kể dở dang trên xe đáng ra chốc nữa sẽ có người kể chuyện lên sân khấu kể, nhưng giờ chúng ta đã bao trọn buổi diễn, thế thì để tôi kể luôn vậy. 10. Yano và khách khứa xông vào hậu viện, gian mật thất mà Momoko và Okuni tập luyện hàng ngày vẫn lờ mở ánh đèn, nhưng trên sóng của hộ giấy thấy máu văng tung tóe. Mọi người xông vào, thấy hai người đàn bà lõa thể toàn thân đẫm máu đang quấn chặt lấy nhau trên giường, chăn đệm thấm đẫm những máu. Trên ngực trái của Momoko thủng một lỗ sâu hoắm, máu vẫn ứa ra ầm ực cánh tay trắng mần vằn vện những dòng máu, chảy xuôi theo cổ tay tới đầu mũi kéo vẫn nắm chặt trong tay, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Nhiều vị khách kinh hãi rú lên, ngã rúi rủi, trong sang thi thể của Okuni lại càng thêm hãi hùng. Cái cổ thon dài đã bị cắt đứt nham nhở bởi lưỡi kéo, bọt máu vẫn sủi lên ong ọc, cái đầu lăn lóc một bên, nguyên lớp da mặt đã bị bóc khỏi khuôn mặt để lộ mớ thịt gân đỏ bầm và hàm răng phơi hẳn ra ngoài. Vừa nhìn sang, nhiều người đã lăn ra chết ngất. Nhưng càng quái dị hơn nữa là giữa hai chân của Okuni lại mọc ra dương vật của đàn ông. Té ra, Okuni là một người nửa nam nửa nữ. Trên cổ hai người đeo hai miếng ngọc giống hệt nhau, một mồi lửa rừng rực thiêu dụi gian mật thất, cũng thiêu dụi luôn thi thể của Okuni và Momoko, dường như cũng đã thiêu dụi toàn bộ bí mật nhưng lại không thể bưng bít được lời kể của những vị khách đã chứng kiến không bao lâu sau yano liền bị tịch biên gia sản với tội danh nuôi quái vật mê hoặc thiên hoàng toàn bộ gia tộc đàn ông bị chém đầu đàn bà bị bắt làm kỹ nữ yasushi Nigai ở đền thờ izumo xa xôi nghe được tin này ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng thản nhiên đi tới dưới gốc cây hòe già chỉ nói một câu kiếp chính là báo báo chính là giải giải thoát giải thoát sau đó thanh thản viên tịch. 11. Từ khi còn là đứa bé, Yasushi Nigai đã nhận ra mình hoàn toàn không có hứng thú với đàn bà mà chỉ thích thân cận với đàn ông. Điều này khiến ông vô cùng sợ hãi, sau đó quyết định xuất gia làm hòa thượng, hy vọng có thể nương theo sự chỉ dẫn của Phật tổ, bài trừ tâm ma. Thế nhưng, thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé năm xưa đã trở thành một hòa thượng tuấn tú, được vô số phụ nữ ái mộ nhưng bản tính vẫn không thể thay đổi. Bí mật đáng hổ thẹn này khiến ông ngày càng khủng hoảng và tuyệt vọng. Rồi vào một đêm mưa gió, ông đã nghiến răng vung kiếm chém xuống hạ bộ mình. Hành động này dù sao cũng tạm thời đoạn trừ được cơn giàn vặt đau khổ. Ông chuyên chú tu hành, vẫn là một hòa thượng được người đời kính ngưỡng. Cho tới một lần ra ngoài vẫn du, khi xuống suối lấy nước, ông thấy một cái chậu gỗ từ phía xa trôi lại bên trong là một bé trai chừng vài tháng tuổi. Với tấm lòng từ bi của người xuất gia, ông đã mang đứa bé về nuôi. Ông không quan tâm đến những lời dè biểu của thế gian và luôn tâm niệm rằng đây là món quà Phật tổ ban tặng. Ông đặt tên cho đứa bé là Okuni. Nhưng khi Okuni dần dần trưởng thành, ông đã phát hiện ra một điểm bất thường khiến ông vô cùng sợ hãi. Okuni lại là một bé gái, cậu bé có hạ bổ của đàn ông, nhưng lại có khuôn mặt giọng nói và bộ ngực đàn bà. Một quái thai bán nam bán nữ. Ông nghĩ tới phần thân thể đã cắt bỏ của bản thân, tự hỏi lẽ nào Okuni xuất hiện là một sự trừng phạt, khiến ông phải tiếp tục chịu đựng dày vò. Okuni cũng biết cơ thể mình không giống với những đứa trẻ khác, cũng nghĩ bản thân là quái vật, mấy lần muốn tự tận nhưng đều được Yasushi gây cứu sống. Qua những chắc trở đó, Okuni lại càng biết ơn và gắn bó với Yasushi gây hơn. Khi Okuni quyết định rời khỏi liều cỏ, mang mạng che mặt lên đường, không biết khuôn mặt thực của Okuni vẫn còn hay là đã bị lột xuống từ khi đó. Làm như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Không ai biết. 12. Ngược dòng thời gian vài chục năm trước đó, tại Kyoto, Momoko buồn bã nhìn mặt dây chuyền ngọc trước ngực. Cô là ca kỹ nổi tiếng nhất Kyoto, ca kỹ thời ấy, ngoài việc bán nghề, còn bán cả nhan sắc để nuôi thân. Nhưng trước nay cô vẫn dứt khoát bán nghề không bán thân, mặc cho cuộc sống kham khổ. Cho tới tối qua, sau khi uống mấy chén rượu cùng khách, cô bỗng ngủ mê mệt. Sáng nay, tỉnh lại trong nhà một vị khách, cảm giác đau xé bên trong cơ thể, chiếu chăn bừa bãi, cùng vô số vết cào cắn trên người, khiến cô hiểu ra tất cả. Hơn 10 tháng sau, cô bỏ đứa bé đã lên lút sinh ra vào trong chậu gỗ. Đeo lên cổ nó một sợi dây truyền ngọc giống hệt của mình Thả trôi theo dòng suối Không bao lâu sau Momoko nhận lời làm vợ Yano Kẻ đã ngưỡng mộ và theo đuổi cô rất nhiều năm Nhưng nỗi ám ảnh của cái đêm bị cưỡng bức ấy Khiến cô ghê tởm đàn ông Chỉ thích thân cận với đàn bà Nửa tháng tập luyện cùng Okuni Momoko ngày càng yêu mến cô gái trẻ Từ những tư thế huyền truyền của Okuni Momoko như lại nhìn thấy hình dáng thanh xuân của mình, lại càng thêm thân thiết. Đã rất nhiều lần Momoko đòi Okuni cởi mạng che mặt, nhưng luôn bị khước từ. Okuni cũng phát giác ra Momoko có tình cảm bất thường với mình, nên ngoài những lúc luyện tập, cô luôn tìm cách trốn tránh Momoko, lại càng khiến Momoko khao khát. Một nỗi khao khát vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, khát khao đã biến thành dục vọng không thể kìm nén. Tối hôm đó, Momoko vừa say, bảo Okuni dìu mình về nhà sau. Trong tách trà, đã bỏ thuốc mê. Sự việc còn lại hẳn đã rõ ràng. Những gì Momoko nhìn thấy là một bộ mặt người đã bị lột ra, nửa người trên của đàn bà, nửa người dưới của đàn ông, và mặt dây chuyền ngọc đeo trên cổ Okuni giống hệt của mình. Thế là, Momoko đã phát điên. Thế là, chết chóc giáng xuống. 13. Nghe xong câu chuyện kinh hồn táng đờm này, tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau. Ai mà ngờ được đằng sau một màn kịch Kabuki lại có một câu chuyện ly kỳ đến vậy. Sajima Kazushi và diễn viên kia vẫn tiếp tục tận tụy diễn vai thi thể. Không khí trong nhà hát trở nên nặng nề khác thường. Ông Sajima Kazushi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của người kể chuyện. Mọi người hãy đứng dậy chào hạ màn thôi chứ. Sukino cung kính cúi dạp người về phía sân khấu cảm ơn vở kịch Kabuki vô cùng đặc sắc. Nhưng trên sân khấu, hai người kia vẫn nằm bất động, mùi máu tanh đã bắt đầu phả tới chỗ chúng tôi. Bên dưới cơ thể họ, máu tươi đã âm thầm đọng thành một vũng lớn. Cô chắc chắn đây là kỹ xảo chứ, Nguyệt Bính không thể nhẫn nhịn được nữa, chạy phăm phăm lên sân khấu. Nó cúi xuống quan sát, rồi ngã vịt mông xuống sân khấu, lập bập kêu lên, chết rồi. Không thể nào, đây là kỹ xảo. Khóe miệng Sukino giật lên khiến giọng nói của cô méo sạch. Họ không thể chết được. Ý nghĩa sâu xa của kịch Kabuki chính là lấy cái chết để hạ màn. Sukino, tôi nghe mà trong lòng ớn lạnh, vội quay sang nhìn, và thấy đôi mắt của Sukino đã trở nên khác lạ. Con người màu đen mở rộng xoay tròn như xoáy nước, từ từ nuốt mắt trong trắng, cả con mắt biến thành một màu đen đặc. Anh bí, sao thế? Anh không thấy như thế rất đẹp sao? sukino nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen kịt một màu khóe miệng cô giật lên mỗi lúc một mạnh giống như bị một sợi dây vô hình kéo căng sang hai bên trông như đã sắp sửa rách toác khuôn mặt trông rất quen khiến tôi thình lình nghĩ tới một người người đàn bà bị rạch miệng người đàn bà bị rạch miệng có khuôn mặt rất giống sukino không phải ngạc nhiên thế giới này vốn đã đầy rẫy niềm khoái lạc chết chóc kuroha cũng đã đứng lên thẳng đuột, cứng nhắc giơ cánh tay lên, khớp xương phát ra những tiếng răng rắc, vén mái tóc lợn cợp ra sau tai. Trong hốc mắt không hề có con mắt, mí mắt khô đét lõm sâu vào hốc mắt, teo lại thành vài mảng da đỏ thẫm. Các người, đầu tôi kêu lên ong ong, tôi giật lùi lại, đùi và mạnh vào tay vịn ghế ngồi. Hai người bật cười, nặng nề ngồi xuống. kino khẽ nói, tiếp theo còn nhiều màn biểu diễn đặc sắc nữa, im lặng xem đi. Tôi hết tên hai người họ, nhưng không ai đếm xỉa tới tôi, khuôn mặt vô cảm phản chiếu ánh đèn sân khấu, giống như đang đeo mặt nạ. Tôi vội nhìn về phía sân khấu, và hành động của Nguyệt Bính càng khiến tôi mất vía, ngã ngồi xuống ghế. Nguyệt Bính đang sách cái đầu người bị cắt đứt, châm máu chảy ra từ thi thể bôi lên bộ mặt trắng toát. Chẳng lẽ ngoài tôi ra, họ đã điên cả rồi sao? Hay là, kẻ điên chính là tôi? sinh mệnh tựa đóa hoa xuân, nở rộ hồi ức héo tàn, cuối cùng chẳng biết về đâu. Từ trên khán đài tầng hai vọng xuống một giọng nói quen thuộc. Màn hạ màn hấp dẫn chính là màn mở màn thực sự, không ai có thể đồng thời sở hữu quyền lực của cả cái chết và sự sống, giống như tôi đã đợi các người rất lâu rồi, nhưng lại chỉ đợi được sự phản kháng xuẩn ngốc. Nguyệt bính sách cái đầu người trên tay, gãi gãi mũi, mặt tèm lem máu, tao nghi ngờ là mày nên mới châm máu tươi xóa đi phấn trắng trên khuôn mặt để xem thử bộ mặt thật của ông ta. Cuối cùng thì mày đã tới. Tôi ngoảnh lại ngửa mặt nhìn lên, thấy một người mang mái tóc vàng kim đứng trên lan can tầng 2, hai tay giơ cao, con người xanh lam gần như ngả trắng, vừa tràn đầy hiếu kỳ lại vừa hoang mang. Rách 14. Nguyệt Bính, Bí Ngô, lâu rồi không gặp. Rách một tay đặt trước ngự tay chắp sau lưng, cúi trào theo kiểu quý tộc châu âu nơi này yên tĩnh vắng vẻ đủ chỗ để chiến một trận đấy vừa nhìn thấy rách tôi đã nhận ra hắn đã khác trước cái vẻ tàn bạo tham lam thu tính trước kia đã hoàn toàn biến mất lúc này tôi chỉ cảm nhận được sự yên tĩnh giống như mặt biển trước cơn rông bão mày đã làm gì họ tôi siết chặt nắm đấm nghiến răng hỏi nguyệt bính nhảy xuống khỏi sân khấu ngẩng đầu nhìn rách bước từng bước tới bên cạnh tôi. Còn Sukino và Kuroba vẫn đang đờ đẫn nhìn lên sân khấu, cứ như vẫn đang chăm chú xem kịch Kabuki. Mày đã làm gì vậy?" Nguyệt Bính móc ra con dao găm Thụy Sĩ, lạnh lùng hỏi. "Rách búng tay đánh tách, cười ủy oải, bọn mày quên là tao biết Thôi Miên rồi à?" "Ồ, Nguyệt Bính cũng cười, Thôi Miên, không tiếp xúc thì làm sao có thể thôi miên được. Chúng ta là cùng một loại người." Jack bỗng thở dài, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết hai người cả. Rồi hắn nói tiếp, từ khi tôi còn rất nhỏ, Doang và Okawa Yuji đã tìm đến tôi. Mục đích của họ là không cho phép loại người như chúng ta sống ở trên đời. Vì đó là sự uy hiếp cực lớn đối với họ. Một khi chúng ta phát hiện ra năng lực của bản thân, sẽ bị dục vọng sai khiến, làm hại người bình thường. Và chức trách của họ chính là tiêu diệt chúng ta. Loại người như chúng ta bị họ gọi là dị tộc. Mỗi chúng ta sở hữu một dị năng khác nhau, bình thường có lẽ không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng khi gặp nguy cấp, năng lượng sẽ bùng phát. Họ không ngừng tìm kiếm kiểu người như chúng ta, sau đó sẽ giết hại tất cả người thân của chúng ta, biến chúng ta thành cô nhi. Thế là họ có thể đường hoàng tu nhận, dạy dỗ chúng ta, biến chúng ta thành công cụ trong tay họ. Kỳ thực, chúng ta đều bị lợi dụng cả, nhưng trong quá trình bị họ bắt giữ, tôi đã may mắn trốn thoát và đã ghi nhớ thật kỹ diện mạo của hai người họ. Thủ hận đã khiến dị năng của tôi bùng phát, càng luyện tập lại càng thuần thục. Khi thời cơ chín mùi, tôi đã tìm được Doang, lợi dụng dã tâm của hắn để giành được sự tin tưởng của hắn tới Thái Lan. Sự việc còn lại gần giống với những gì hai người đã suy đoán. Điểm khác duy nhất là tôi đã tìm được một bản tài liệu tuyệt mật ở chỗ Doang, rất thú vị, có muốn xem không? Đây cũng chính là lý do tôi tới Nhật Bản những lời của rách đã khuấy động trong lòng tôi một cơn sóng gió nếu đúng theo rách nói vậy thì bố mẹ của tôi và nguyệt bính đều đã bị doang và Okawa Yuji sát hại bởi vì chúng tôi sở hữu năng lực khác người nên đã bị họ lợi dụng làm công cụ rách lại búng tay một cái từ ô cửa nhỏ chiếu phim đằng sau nhà hát dọi thẳng ra một cột sáng trắng loá trên sân khấu vang lên những tiếng cọt kẹt một màn bạc rộng lớn hạ xuống cột sáng chiếu lên màn bạc từ từ phóng to hình ảnh liên tục thay đổi là những tấm ảnh người trong ảnh phần lớn tôi không quen biết nhưng bên dưới đều có chú thích chi tiết cũng có mấy tấm ảnh của người quen nhưng lại khiến tôi dùng mình ớn lạnh họ đều là những người rất nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác nhau cuối cùng màn hình dừng lại ở một người phụ nữ nhật bản tấm áo gió màu xám mái tóc dài che nửa mặt khăn quàng màu ngà, khuôn mặt thanh tú, thân hình cao giáo, hai bên khóe miệng rách toạc tới tận mang tay, con người bé xíu, như hai chấm đen bên trong tròng trắng. Đây rõ ràng là người đàn bà bị rạch miệng tôi đã gặp Miyajima. Đường nét khuôn mặt của bà ta rất giống Sukino Kiyo. Đoạn chú thích viết rằng, Sukino Mayumi, người đàn bà bị rạch miệng, bị bắt giết vào ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại sông Ida huyện Gifu. Con gái Sokino Kiyo mới một tuổi, có tố chất của thầy âm dương. Tiếp theo là bức chân dung một người đàn ông điển trai, chú thích rằng Kuroba Minamoto, năm 1988 đi trên con tàu du lịch đẳng cấp 5. Sao, lên cơn điên cuồng, sát hại nữ tác giả truyện tranh nổi tiếng, bị tiêu diệt ngay trên tàu. Sau đó, thi thể được đưa vào quan tài đặt trên tàu để làm gương ma. Em trai là Kurobaso, có tố chất của thầy âm dương. Tìm tôi như bị tay ai bóp nghẹt, sự thật là như vậy sao? Tôi, Nguyệt Bính và tất cả mọi người chỉ là quân cờ. Từ khi còn bé xíu, và bố mẹ của chúng tôi. Còn hai người, rất lạ, Jack lại búng tay đánh tách, hình ảnh biến mất, màn bạc từ từ kéo lên đỉnh sân khấu tôi không tìm được bất cứ dữ liệu nào về hai người, cứ như là từ trên trời rơi xuống. 15. Sukino, Uroba, hai người xem có hiểu không? Jack quỷ oải hỏi hai người kia. Sukino và Kuroha vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn chăm chăm lên sân khấu, nhưng đôi mắt họ đã ướt đẫm. Nói cho tao biết, Nguyệt Bính siết chặt lưỡi dao, con gái của Sajima Kazushi đâu rồi? Mày cũng thông minh đấy, Jack cười khẩy. Tao cố tình để cho Sajima Kazushi chụp được tạo đấy. Ha ha, bóng của quỷ xúc chẳng qua là đạo cụ bị thầy âm dương lợi dụng mà thôi. Từ lâu hắn đã căm hận tận xương tùy lời nguyên mà thầy âm dương đã yểm cho gia tộc mình rồi. Đáng tiếc, khả năng của hắn không đủ để thu hút tao, nên tao đã thủ tiêu hắn. Còn con gái hắn ấy à, mày biết cũng chẳng để làm gì. Tao không thích qua lại với người chết tao cố tình lộ diện ở Tokyo để dụ chúng mày tới Nhật Bản thôi. Đáng tiếc là thời gian quá gấp gáp, chưa kịp kiếm đủ công cụ, nên tao đành phải thôi miên Sukino và Kuroba trước. Rách rút từ trong túi quần ra hai chiếc lọ thủy tinh bé xíu còn lắng chút chất lỏng màu trắng đặc quánh. Mặt nạ làm từ thứ này có hiệu quả thôi miên cực mạnh. Kịch Kabuki đã sáng tạo ra một thứ, đó chính là mặt nạ. Ban đầu, Do Okuni muốn che giấu khuôn mặt không có da nên đã dùng gạo nếp khuấy thành hồ bôi lên mặt, sau đó, phụ nữ bắt chước làm theo để dưỡng da, trang điểm, đây chính là hình thức ban đầu của mặt nạ. Rách ném cái lọ về phía sân khấu. Nhưng họ không biết, nếu cho thêm thứ này vào trong mặt nạ, hiệu quả thôi miên sẽ mạnh hơn nhiều. Còn trong lọ là cái gì? Tao nghĩ chúng mày đã đoán ra. Đây chính là nguyên nhân tại sao đàn ông khi làm chuyện đó thích bôi thứ này lên mặt đàn bà. Tôi sực nghĩ tới cái mặt nạ mà Sukino đã đắp hôm qua mà ghê sợ. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghĩ, hắn đã làm thế nào để thôi miên Kuroba? Khi tao lau đi lớp phấn dày trên mặt hai người họ, tao đã lập tức phát hiện ra đó không phải là Sajima Kazushi. Tao biết ngay là mày dở trò. Nguyệt Bính vặn vẹo bả vai. Có lẽ tại mày lâu quá rồi không xuất hiện nên chúng tao đã lơ là cảnh giác. Bởi vậy, khi mày xuất hiện với diện mạo của Sajima Kazushi, chúng tao đã không nhận ra. Nhận ra cũng vô ích, rách vẫy tay với Sukino và Kuroba. Ngay từ khi chúng mày đến suối nước nóng, Tạo đã vào bệnh viện đóng giả bác sĩ ra ám thị thôi miên với Kuroba rồi. Màn cuối cùng của vở Kabuki này sẽ khiến cho thôi miên phát huy tác dụng. Buổi trưa ở trong bệnh viện, tao cũng đã ra ám thị với Sukino. Bí ngô, còn nhớ là tao đã cô ta xem máy ảnh vào trưa hôm đó chứ? Kuroba và Sukino đờ đận đi tới bên cạnh Rách, đứng hai bên trái, phải. Sukino, tôi đau đớn hét lên thật lớn. Hai người này giờ đã là đồng bọn của tao. Rách đưa tay vuốt tóc Sukino, "Là một vụ giao dịch nhé. Chúng ta đều là những kẻ bị ruồng bỏ, tại sao lại không bắt tay với nhau?" đối chọi lại với những kẻ đã giết hại bố me chúng ta với khả năng của tao chẳng bao lâu nữa cả thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta bí ngô tao có thể thôi miên suokino khiến cô ta yêu mày như điếu đổ cả đời còn nguyệt bính mày sẽ có được tất cả những gì mày muốn thế nào tôi liếc nhìn nguyệt bính thấy sắc mặt nó có vẻ hơi do dự lại liếc sang suokino tuy vẻ mặt đờ đẫn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời Bỗng nhiên, tôi thấy ít nhiều ngưỡng mộ khả năng thôi miên của rách, có thể điều khiển cả tư tưởng của người ta, thật khó tưởng tượng. Bí ngô, còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không? Nguyệt Bính gãi mũi hỏi tôi. Tôi cười, nhớ chứ, hồi ấy mày kêu căng đến phát ghét, còn tao thì có đôi mắt đỏ, chẳng ai thèm chơi với chúng ta cả. Cho nên, Nguyệt Bính cười, cho nên hai chúng ta đã là những kẻ bị ruồng bỏ từ lâu rồi. Tôi thản nhiên đáp. Nói thật đi, mày có muốn cưới Suokino không? Thế mà cũng phải hỏi. Cũng giống như mày khao khát có được thứ mày muốn thôi. Jack nghe chúng tôi đối thoại mà sốt ruột, nghĩa là chúng mày đã đồng ý. Phải, đồng ý, chúng tôi cùng gật gù. Tao yêu Suokino, chứ không phải là một pho tượng bị điều khiển. Tôi tình lình hét lên. Tao thì chỉ muốn một thứ, Nguyệt Bính Cợt Nhà. Đó là cái mạng của mày. Tại sao, Jack kinh ngạc? Bởi vì, chúng tao có lòng tự trọng. Tôi và Nguyệt Bính đồng thanh đáp rồi cùng xông về phía Jack. 16. Jack vung mạnh hai tay, và chặn trước mặt chúng tôi là Sukino và Kuroba. Chúng tôi đều khựng lại. Được, trận chiến này sẽ hấp dẫn lắm đây. Đáng xem đấy, Jack lùi lại trước ghế ngồi, ngả lưng ngồi phịch xuống thật thoải mái. Để tao xem chúng mày tự trọng với bạn bè ra sao." Nắm tay tôi bắt đầu run rẩy. Sukino và Kuroba ngay trước mặt tôi, sắc mặt vô hồn, đôi mắt đen kịt dường như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại cứ hướng thẳng vào tôi. Tôi không thể ra tay được. "Giết tôi đi." Là lời của Sukino, nhưng cô ấy không hề lên tiếng. "Anh bí, tôi biết anh ở trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh." đây là chốt ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi trước khi bị thôi miên hoàn toàn xin hãy giết tôi đi còn nhớ tôi đã từng nói với anh nhược điểm của tôi ở đâu không xin đừng do dự không còn thời gian nữa tôi sắp mất hẳn ý thức rồi tiếng nói của sukino một lần nữa vang lên ngoài tôi ra hình như không còn ai nghe thấy cơ thể của sukino giống như bị một sợi dây vô hình khống chế gắng gượng dừng lại chút ý thức còn sót lại của cô ấy đang chống chọi với thuật thôi miên của rách. Kuroba cũng có động tác tương tự, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Anh ta đang dốc hết sức vạn người, giấy rùa, tuy động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng do vận lực quá độ nên cơ thể trao đảo ngả nghiêng. Ý chí của thầy anh Dương Nhật Bản kiên định thật đấy. Rách huyết sáo rồi bắt đầu dì dầm một chàng những câu từ không thể hiểu nổi với giọng trầm khàn mê hoặc. Đôi mắt của Sukino và Kuroba đen kịt lại như mực. Cuối cùng, họ đã từ bỏ phản kháng, lao về phía chúng tôi. Tôi vội vàng né tránh, móng tay Sukino vạch lên má tôi một vết dớm máu. Trong lúc cuống quýt tránh đòn, tôi nhìn thấy hai dòng lệ máu ứa ra khỏi mắt cô. Huyết lệ, linh hồn cô đang khóc. Chỉ khựng lại một thoáng, Sukino đã chộp lấy cổ tôi, bóp chặt. Tôi hoàn toàn có thể đánh bật cô ấy ra, nhưng tôi thực sự không thể ra tay. Hơn nữa, Sukino lúc này khỏe đến kinh người. Bí ngô, còn nhớ không, Nguyệt Bính cũng không khả quan hơn tôi là mấy, bị Kuroba đè ngã, tủ đầu gối xuống ngực, nó đang giáng sức đẩy hai bàn tay Kuroba đang trực siết lấy cổ mình. Cái gì, tôi bị Sukino chẹt chặt lấy cổ, khó khăn lắm mới nặn ra được hai chữ. Thứ mày học được ở Thái Lan, cho sở trường nhất của mày ấy. Nguyệt Bính bỏ một cánh tay ra, kuroba rô bà thừa cơ đẩy ngửa quay hàm nó lên. Tôi bắt đầu xây sầm vì tức thở, tôi hiểu Nguyệt Bính bảo tôi làm gì, nhưng bản thân tôi vẫn không dám chắc. Mau lên, Nguyệt Bính nói không ra hơi, kuroba rô bà sắp sửa vặn gãy cổ nó đến nơi rồi. Bàn tay còn lại của Nguyệt Bính lần sờ dưới đất, quơ lấy một thứ gì đó dáng sức ném về phía tôi. Là một con dao găm thụy sĩ, trong mắt tôi, nó đang lừ lừ bay lại, ngay tới trước đầu gối. Tôi trợn chừng hai mắt nhìn rõ hướng đi của nó, rồi tung chân đá thật lực vào cán dao. Con dao găm sắc lẹm rít gió bay thẳng về phía rách, cắm ngập lút vào mắt trái hắn. Chỉ còn một màu cán dao rung lên bần bật. Cố xiết trên cổ tôi thình lình nới lỏng, xua kino giống như con rối đứt dây, trong mắt đen kịt nhanh chóng thu nhỏ, trở lại bình thường, nhưng ánh mắt mờ mịt Cơ thể mềm nhũn ngã nhào vào lòng tôi. 17, Nguyệt Bính, sao mày lại tin tưởng tao thế, tạo còn không dám tin tao có thể đá con dao đâm trúng mắt rách. Tôi ngả người vào tường, băn khoăn hỏi, "Tao có dám tin mày đâu, nhưng còn cách nào khác? Đành phải liều thôi." Nguyệt Bính sờ cằm nhăn nhó, "Cái thằng cha Kuroba khỏe như voi vật, suýt chút nữa thì bẻ rời cằm tạo ra rồi." Đúng là thời gian bỏ ra cho câu lạc bộ cầu mây Thái Lan không hề uổng phí. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng vẫn đau rát bởi đòn bóp cổ của Sukino. Kuroba và Sukino nằm dài trên hai chiếc giường khách sạn. Tôi và Nguyệt Bính ngồi cạnh nhau ngoài ban công trò chuyện. Jack đã chết, chết một cách cực kỳ đơn giản sau khi bị con dao găm xuyên thấu mắt trái đâm thẳng vào não. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rất lâu, xác định hắn đã chết thật. Chúng tôi đành đưa chuyên viên chiếu phim đã bị rách thôi miên từ phòng chiếu ra ngoài. Rồi nhân lúc trời tối, cõng Kuroba, Sokino đang hôn mê lên xe. Giờ đã sang ngày thứ ba mà hai người họ vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi không biết khả năng thôi miên của rách ghê gớm tới đâu. Nhưng thấy họ hôn mê lâu quá, tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Cứ hôn mê kéo dài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của não bộ. Tôi vừa nảy ra ý định dùng kim bạc chữa thử. Nguyệt Bính đã gạt phát đi. Nó nói, đây là tổn thương ý thức đơn thuần chứ không phải tổn thương vật lý, dùng kim châm cũng vô dụng, chỉ biết trông cậy vào sức mạnh ý chí của hai người họ mà thôi. Đang bàn cãi, bỗng thấy ngón tay Kuroba nhúc nhích, chúng tôi bèn súng cả lại, nín thở nhìn anh ta. Mí mắt Kuroba giật giật hồi lâu, mãi rồi cũng mở ra được, ánh mắt trống rỗng, hoang mang liếc một vòng xung quanh rồi nhìn thẳng vào chúng tôi, đây là đâu? tôi thở phào một hơi, kuroba đã tỉnh, ít nhất đã có một tin tốt lành. trong hơn nửa giờ đồng hồ tiếp theo, nguyệt bính kể lại tường tận sự việc đã xảy ra cho kuroba nghe, chỉ là cố tình bỏ qua không nhắc tới chuyện anh trai anh ta bị sát hại. kuroba kiên nhẫn lắng nghe đến hết, mỉm một nụ cười hiếm hoi, cảm ơn. kanata, anh đâu rồi? giọng sukino bỗng vang lên. nãy giờ mày kể chuyện, chúng tôi quên bẵng mất sukino cô ấy tỉnh dậy khi nào cũng không biết tôi vui sướng quay phát lại thấy sukino đã ngồi dậy trên giường sợ hãi nhìn quanh các người là ai tôi đang ở đâu tanaka tanaka đâu sukino hốt hoảng co rúm vào góc giường nắm chặt mép chăn run run hỏi su sukino là chúng tôi đây tôi hạ giọng nói tiến lại gần cô ấy nhưng sukino lập tức đứng bật dậy chỉ vào tôi quát lên không được lại gần. Các người là ai? Mắt cô bỗng trợn lên, rồi cô ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào tường, lại ngất đi. Tôi cuống lên, không biết phải làm gì. Nguyệt Bính vạch mí mắt cô ra, kêu ghẽ một tiếng ngạc nhiên, rồi lại vạch mí mắt còn lại ra xem, nghi hoặc trao mày. Khi nó vạch mí mắt Sukino ra, tôi cũng đã nhìn thấy. Trong mỗi một con mắt của Sukino đều có hai con người xếp thẳng hàng cô ấy có những bốn con ngươi. Trong mắt có hai con người, cho thấy linh hồn của kiếp trước vẫn ký sinh trong cơ thể của kiếp này. Tôi nghĩ, có lẽ thuật thôi miên của Jack đã đánh thức ký ức kiếp trước của Sukino. Cô ấy đã không nhớ được chuyện của kiếp này nữa, chỉ nhớ được chuyện của kiếp trước thôi. Kuroba giải thích, tôi nghe mà đứng người, lặng đi hồi lâu mới thốt nổi nên lời, có cách gì chữa được không? Kuroba ngần ngừ, chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại, nghe cô ấy kể lại câu chuyện kiếp trước, có lẽ sẽ nghĩ ra cách. Thời gian chậm chạp trôi đi, chúng tôi im lặng chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Tsukino mới tỉnh lại lần nữa. Á, à, nhìn thấy ba người chúng tôi, cô lại hét lên kinh hãi. Đừng sợ, chúng tôi là bạn của Tanaka, anh ấy nhờ chúng tôi chăm sóc cô. Nguyệt Bính mỉm cười nói sukino im lặng một lát rồi lại hét lên điên dại không thể nào tanaka đã chết rồi anh ấy đã bị thiêu sống trong lửa các người lừa tôi tại sao tôi lại ở đây các người là ai chúng tôi nói thật xin hãy tin chúng tôi tại sao tanaka lại chết cô kể cho chúng tôi nghe được không nguyệt bính thành thật nói sukino bán tín bán nghi nhìn ba người chúng tôi rồi đột nhiên giơ tay chỉ vào tôi anh anh phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn